Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Mô Tô em nha. Thì theo như lời yêu cầu của quý anh chị mình thì cập nhật về giá những dòng xe G5V3 ha. Thì hôm nay em sẽ chi tiết và giá cho quý anh chị mình tham khảo về những mẫu xe Yamaha G5V3 nha quý anh chị. Đấy, thì địa chỉ cửa hàng ở số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha quý anh chị. Và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình ha. Quý anh chị mình ở xa đi mua không được thì mình có liên hệ số điện thoại giúp em ha, để được tư vấn cách mua xe nha quý anh chị. Sẵn đây thì em sẽ lướt cho quý anh chị mình xem những cái mẫu như là MT15 nè quý anh chị. Đầu tiên ha, MT15 rồi từ từ nha các bạn. G5V3 còn khá là nhiều. Đầu tiên là chiếc MT15, chiếc này đời 2020 nè quý anh chị. Đấy, xe vừa mới về luôn, rất là mới nha. Xe này hình như là đi mới có đầu xem coi 2.500 à quý anh chị ơi. Đi được 2.500 mà máy còn rất là cứng nha. Mẫu xe này thì có nhiều anh chị mình kiếm để mình đi nè, rất là gọn luôn. Thì giá thì xe đã qua sử dụng nha quý anh chị, chỉ có là 65 triệu quý anh chị nha, đời 2020. Thì phân khúc 150 này thì cửa hàng còn giảm cho quý anh chị mình lên đến là 2.900.000 một xe nha quý anh chị. Và phân khúc lớn thì cửa hàng còn rất là nhiều luôn, có những chiếc là giảm lên đến 10 triệu một chiếc luôn nha. Đấy, quý anh chị có ưng những dòng xe nào thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha, em sẽ quay chi tiết sau và báo giá anh chị mình tiếp nha. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cho quý anh chị mình tiếp Yamaha G5V3 nha quý anh chị. Đây, chiếc đầu tiên là màu đỏ. Màu đỏ nha quý anh chị nha, mâm đỏ luôn, có viền và vàng. Khá là nổi bật cái xe nha. Đây, có chiếc này thì cái bô nó có độ nha quý anh chị, đời 2019, biển là 61 nha. Cửa hàng thì về phần biển số, các bạn mình muốn sang tên thay đổi biển số, cửa hàng đều bao rút hồ sơ cho quý anh chị mình tất cả nha. Còn nguyên kia luôn hen, bình xăng khá là bóng luôn anh chị nha. Rồi ok, giá thì để mình xem, em này là đời 2019 đấy, giá là chỉ có 55.900.000 đâu anh chị nha. Giảm cho anh chị mình 2.900.000. khi anh chị mình có xem trên clip này, cứ trực tiếp alo số điện thoại thì ảnh sẽ trực tiếp giảm cho anh chị mình 2.900.000 một xe nha. Ok, tiếp theo em này là đời 2020 nha quý anh chị, biển là 67. Quý anh chị mình cứ tham khảo từ từ ha. Những dòng xe biển số rất là nhiều tỉnh khác nhau nha. Đời 2020 luôn, xe như mới nha quý anh chị. Dẻo, khá là bóng luôn. Đấy, biển số thì 64994 nha quý anh chị. Nếu anh chị mình giữ đi thì ok, còn anh chị mình muốn rút hồ sơ thay đổi biển số đều được ha, cửa hàng bao rút hồ sơ cho quý anh chị mình tất cả. Rồi qua đây thì em màu đen, đen nhám nha, mâm đen và có huyền huyền mâm đỏ nha anh chị nha. Đấy, rồi em này là đời 2020 nha anh chị, giá thì 60.900.000, đời 2020, biển là 70 nha quý anh chị, 69065. Hình như là chiếc này nãy mình có báo giá cho ta, để mình là lập cái giá là chiếc này lại nha, đời 2020 nha quý anh chị, 61 triệu nha. Đấy, có giảm 2.900.000 nữa. Rồi đây về phần lốp xe này quý anh chị, giờ không thấy ha, chưa có dấu hiệu mòn gì mấy luôn.
biển 69065. Ok. Dạ áo không thấy chày luôn. Đây, bình xăng khá là bóng. Đây, đi được 8.000 không anh chị ơi. Thì cho anh chị mình nghe thử cái mô rim như thế nào nha. Đậu hình như chiếc này đậu ngoài khách vô đề rất là như cái bình nó yếu hay là hết xăng về nè. Rồi, quý chị thông cảm nha. Đấy, xe còn rất đẹp. 60 triệu 9 giảm 2 triệu 9 là còn có 58 triệu thôi quý chị ơi. Rồi, qua đây thì cũng là một chiếc MT luôn. Chiếc này thì giá hơi mềm hơn chiếc ở trong nha quý chị nha. Chiếc trong mình đầu clip mình có xem rồi đó. Chiếc này thì giá nó hơi rẻ hơn. Con này thì hình như là chưa có bóng giá trên đây luôn. Đó, em sẽ quay cho quý chị mình tham khảo nha. Quý chị có nhu cầu thì quý chị cứ chụp màn hình lại và alo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn giá xe chiếc này cho quý chị nha. Rồi, qua đây thì cho quý chị mình tham khảo. Tiếp đến là G15V3 màu vàng xám. Chiếc này là đời 2019 nha quý anh chị. Đấy. Biển là 59 56733. Giá chiếc này thì chỉ có 58.900.000 thôi nha. Đây Borin nè. Con này thì như là chưa câu bình luôn hay sao á. Rồi, để mình qua tiếp. Chiếc bên đây mình nổ máy luôn ha. Chiếc màu gạch son nè quý anh chị. Màu gạch son là độ lên nha quý anh chị ha, chứ không phải là nguyên bản nữa, màu này nha quý anh chị. Bản này là bản độ gạch son nha. Bô rất là đầm ấm luôn nha quý anh chị ha. Đó, máy móc ok ha. Chiếc này thì cái giá các bạn giá nó gớt đâu mắc rồi quý anh chị ơi. Quý anh chị mình có nhu cầu mua cái bản gạch son này thì mình cứ alo số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Quý anh chị mình thông cảm ha. Xe rất là bóng luôn. Rồi qua đây thì bên đây ở xe đời 2019. Đấy, đời 2019 nè. Xe màu xanh ha. Hình như là cái giá nó phai hết trơn rồi, không thấy rõ luôn quý anh chị ơi. Như là 61 triệu 9 hay sao nè. Đời 2019 nha. Xe còn giảm nữa nha quý anh chị. Rồi mấy chiếc ngoài này nó phai hết luôn rồi quý anh chị nha. Đời 2019 luôn. Đó, chiếc này là biển 61 nè. Như mình thấy hình như là 61 triệu 900 sao nè. Đấy. Giảm 2 triệu 9 là còn 59 triệu thôi quý anh chị ơi. Tiếp theo đó, em này thì còn sáng thấy rõ luôn, đời 2019 56.900.000 nè, biển 83 luôn nha quý anh chị. 56.900.000 giảm 2.900.000 là còn có 54 thôi quý anh chị ơi. 54 triệu cho một em G5V3 của hãng Yamaha nha. Rồi tiếp theo em này là M luôn, không thấy rõ luôn. Đó, tầm năm mấy triệu đó quý anh chị nha. G5V3 thì cái giá nó dao động từ 50 mấy triệu. Đấy, trong cửa hàng thì cũng còn rất nhiều luôn. Quý anh chị mình cứ từ từ tham khảo nha. Đây, phân khúc lớn nè. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu những dòng phân khúc lớn nào thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha. Em sẽ quay chi tiết và báo giá cho quý anh chị mình những phân khúc lớn ha. Tại vì em cũng có làm khá là nhiều phân khúc lớn rồi ha. Nếu quý anh chị nào chưa xem thì hãy bình luận cho em. Em sẽ làm clip lại cho cập nhật giá lại cho quý anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo thì em đời 2019 G5V3 khoảng 150 nha quý anh chị. Giá này chỉ có 59.900.000 quý anh chị ơi. Đó, giảm 2.900.000 thì quý anh chị mình cứ trừ ra giúp em nha. Rồi bên cạnh luôn. Đó, bên đây thì đời 2017 giá này chỉ có 50 triệu
50.900.000 nè, em này là rẻ nhất, hình như là rẻ nhất trong cửa hàng nè quý anh chị ơi. Đấy, giảm là còn có 48 triệu quý anh chị nha. Rồi, tiếp theo. Đời 2020. À, biển là 70 quý anh chị. Con này là 61.900.000, giảm còn 59 triệu thôi. Nói chung thì xe để quý anh chị giờ không thấy rất là đông, rất là chật luôn. Em có thể quay kỹ cho quý anh chị mình về phần máy móc nha. Quý anh chị xem cũng thông cảm với em nha. Đấy, về phần máy móc thì quý anh chị cứ yên tâm, cửa hàng có bảo hành quý anh chị mình đầy đủ. Đó, quý anh chị mình nếu không chắc ăn thì quý anh chị cứ đến trực tiếp cửa hàng để mình dắt con xe ra cho quý anh chị mình xem xe rõ ràng hơn, chi tiết hơn ha. Ưng thì quý anh chị mình cứ mua thôi. Đấy, con này thì có độ cái bô nè quý anh chị. À, đời 2020 ha, biển là 60, G119207, giá là 61.900.000. Đấy, nếu quý anh chị mình thích, không thích bô độ thì cửa hàng có thể lắp bô rin vô cho quý anh chị mình ha. Mưa khá là to anh chị ơi, em không có dám nẹt lớn ha, nẹt lớn là rất là to luôn nha. Rồi, tiếp theo. Em đời 2019 nha anh chị, biển là 84 nè. Giá thì chỉ có 58.900.000 thôi anh chị ơi. Đó, giảm là còn ở 56 thôi nha. Rất là bóng bẩy luôn. Đây, rồi 53 số lượng rất là nhiều luôn. Tiếp theo. À, đang có hồ sơ, chiếc này là đời 2019 nè, 60.900.000 nha quý anh chị. Đấy. Quý anh chị mình chịu khó cho em xin một like và chịu khó đăng chia sẻ lên Facebook mạnh để nhiều anh em ủng hộ ha quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Rồi, chiếc này đời 2018, 58.900.000. À, giảm là còn 56 triệu thôi quý anh chị ơi. Rồi, xong là màu xanh. À, tiếp theo là em màu đen. À, đen nhám nha. Em là đời 2019. Giá là 59.900.000. Đây, có độ vô nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo thì màu đen và có tem xanh quý anh chị nha. Có dán lên những cái tem. Đời 2020, giá là 59.900.000. À, biển là 83 nha quý anh chị. Rồi, qua đây thì tiếp tục là màu xanh đó quý anh chị nha, đời 2019. Chiếc này là 63.900.000 quý anh chị ơi. Biển là 59 nha. Em này hình như là chắc đi ít nè, giá nó chắc cao nhất trong cửa hàng luôn nè quý anh chị. Đi mới được có 800 cây rồi quý anh chị ơi. Hả? 8.000 hả? 8.048 cây quý anh chị. Đấy. Quý anh chị mình ở xa, mình có thiện chí đến cửa hàng mua thì cửa hàng còn bớt giảm mạnh nữa nha quý anh chị nha. Đợt này thì G5V3 số lượng rất là nhiều luôn, cửa hàng giảm rất là mạnh nha. Quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại hoặc đến cửa hàng mình xem xe nha. Rồi, con này là đời 2019. Ủa, đời 2020 chứ, nhầm quý anh chị. 61.900.000, biển 68 nha quý anh chị. Đó, thì em sẽ lướt nhanh giá cho quý anh chị nha. Còn rất là nhiều G5V3 luôn. Rồi, tiếp theo thì đời 2019, 58.900.000. Giá chưa giảm 2.900.000 nha quý anh chị mình, trừ ra giúp em nha, trừ 2.900.000 ra. Rồi, đời 2019 giá là 60.900.000, biển là 71 nha quý anh chị. Đây, đời 2019 tiếp 57.900.000, biển là 94 nha.
Rồi, đời 2019 luôn. Đời 2019 quá nhiều luôn anh chị ơi. 59 triệu 900 cho một em màu đen nhám. Rồi, tiếp theo. Em này là cũng là 2019 luôn anh chị ơi, 58 triệu 900 nha. Màu đen bóng. Đó, đen bóng. Rồi, màu xanh tiếp, đời 2019 tiếp. Giá là 60 triệu 9 nha anh chị. Đây, biển số là 68. Rồi, bên đây thì cũng là đời 2019 nữa. 2019 quá nhiều nha anh chị. Giá là 57 triệu à. Đó, 57 triệu 900 nha. Giảm 2 triệu 9 là còn 55 thôi anh chị ơi. Tiếp theo là biển 69, đời 2019 luôn, 59 triệu 900. Đấy. Các chị mình cứ tham khảo từ từ nha. Rồi, bên đây 61 triệu 900, biển là 68 nha anh chị. Đó, đời 2019 luôn. Ok. Rồi, hình như là còn một em cuối cùng. Rồi, em này là đời 2020, 61 triệu 900, biển là 68 luôn anh chị ơi. Những dòng xe ở đây thì còn rất là can, rất là đẹp nha. Quý anh chị mình cứ đến cửa hàng mình lựa chọn những con xe mình được ý ha. Và đặc biệt thì cửa hàng còn những cái dòng như là phân khúc 150 của hãng Honda CBR nhập khẩu từ Indo đó anh chị. Còn số lượng thì cũng rất là nhiều luôn. Quý anh chị mình muốn biết chi tiết thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em. Em sẽ quay chi tiết và cập nhật giá sau cho anh chị mình tiếp nha. Đấy. Đây, rất là nhiều nè. Hình như là G5 V3 còn ở đây nữa nè quý anh chị. Khá là nhiều nha. Đấy, em cập nhật tới đây thôi nha. Thì Suzuki GS AR nè quý anh chị. Đó, còn số lượng cũng rất là nhiều luôn. Đó, nếu quý anh chị mình có nhu cầu muốn xem á thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha. Em sẽ quay chi tiết và báo giá sau nha quý anh chị. Thì video em chỉ làm tới đây thôi. Quý anh chị nào thích hãy cho like và đừng quên đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ mình có động lực làm thật là nhiều video hay về những dòng xe cho quý anh chị mình tham khảo giá nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.